Vợ ơi, anh trở về rồi. Con với cái, đái khắp nhà, mày còn đái nữa tao xẻ chim. À có bánh bao, chắc là làm cho mình. Mày dám đái bệnh nữa không? Ôi vợ ơi đừng đánh nữa, nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Anh có biết nó làm gì không? Tôi vừa làm một bát bánh bao, còn chưa kịp ăn, thì nó đái thẳng vào cái bát bánh. Ôi bát bánh bao của tôi. Em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, bây giờ thì đến lượt tôi. Đó không phải là nước tiểu của con, là nước tiểu của anh hai. Mày đừng nói bậy, làm gì có, nó vụ không con. Được rồi, bố đã có cách, đây chính là... Máy phát hiện nói phét, chỉ cần hỏi một câu thôi là biết ai là người đái bậy. Nếu con không đái bậy, thì con làm cái gì? À, con đọc sách. Tại con xem tivi, con phải học theo bố nè. Từ bé bố chưa xem tivi, có xem một chút. Được rồi, mắt bố bị cận là do xem tivi. Ôi, bố còn tệ hơn cả con nghĩ. Thôi đừng nói nữa, điểm kém lại còn xem tivi. Hôm nay con bị đánh như vậy là đúng rồi. Không phải quá nặng lời, nó là con của anh mà. À, chỉ là trò đùa thôi, cái máy này hỏng rồi. Là con ông hàng xóm. Vậy nước tiểu rốt cuộc là ai làm? Chắc chắn không phải là con. Cậu bé này thích chơi MC, nhưng lại không biết mở máy tính. Bố à, giúp con mở cái máy tính. Mau dừng lại. Xin lỗi, bố cũng không biết mở. Không được, con muốn chơi game. Con muốn chơi. Đây, cầm lấy cái cuốc này mà chơi. Đến giờ ăn tối rồi. Được rồi, tôi sẽ đảo bên ngoài. Heo bố ơi, heo bố. Heo con đang làm gì vậy? Con đang đào giống trong game mẹ à. Được rồi, chồng em giúp mẹ một chút nhé. Em trai à, cẩn thận nhé. No. Cậu đang làm cái gì vậy? Mình đang làm một cánh cổng đi sang thế giới bên kia. Chúng ta hãy đi nào. Ha ha. Trông mặt của bạn thật là buồn cười. Mặt bạn cũng thế. Kiêu con, bạn nhìn kìa, là bạn đấy. Heo con à, con này trông rất giống bạn. Công nhận, như hai giọt nước. Tôi sẽ đưa anh bạn này về nhà. Vậy tôi cũng mang một con. Ôi trời ơi, heo con của bố bị sao thế này? Này con đang đi đâu vậy? Mau đứng lại đó. Nhìn kìa, bên kia còn rất nhiều.
Con trai đừng lo, về nhà bố sẽ chữa bệnh cho con. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Con của tôi sao lại nhiều như thế này? Vãi ô! Đây là cái gì vậy chứ? Chúng ta hãy về nhà thôi. Đây là con quái vật gì vậy? Cái này thật là kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Oh, xin chào. Mẹ à, con đi đào thêm chút than. Được rồi, nhưng con nhớ cẩn thận quái vật đấy. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Cho thằng bé này thêm một chút thử thách nữa. Mẹ định biến tôi thành heo quay hay sao vậy? Vãi ô, đi chỗ khác chơi. Cục đá cứng nhất thế giới. Xem mày cứng đến mức nào. Đành phải dùng đến găng tay vô cực rồi. Có ai ở đây không? I like the cookie. Ngôi làng này có cái gì lạ vậy nhỉ? Mọi người đang đeo một cái kính thực tế ao. Cứ như thế này thì biết bao giờ mới giàu được. Nà đí, có tiếng gì lạ vậy nhỉ? Bắt đờ heo, ông mai chuối. Cái thằng này nó đang xem cái gì vậy chứ? Chắc chắn là phim gì đen tối. Hả? Thôi toang, bị phát hiện mất rồi. Thật là ngại quá đi mất. Cái thằng này phải trục xuất khỏi ngôi làng. Làng này không chứa chấp những kẻ tà dâm. Những thằng này xem lành mạnh thì còn được. Vẫn còn một nhà chưa được kiểm tra. Vào xem như thế nào. What the hell? Cái quái gì thế này? Anh ta đang làm cái động tác gì vậy chứ? Cái thằng này không ổn. Cho đăng xuất ngay. Ngôi làng này không chứa chấp mấy đứa tà dâm. Tí mượn một cái xem thử. Đi xem kiếm ăn được gì không nào. Cái gì đây? Cửa hàng iPhone. Ông chủ à, tôi muốn mua một cái điện thoại. Giá cả vừa phải thôi. Xem xiếc là được rồi. 400 củ lấy tôi một cái. Được rồi. iPhone của anh đây. Cảm ơn ông chủ nhé. Tôi về nhà xem xiếc đây. Chúc quý khách vui vẻ. Mình cũng muốn có một cái iPhone. Xin chào. Các anh dạo này vẫn khỏe chứ? Thôi em bận về xem xiếc rồi. Này, cho tôi xem chung với được không? Mấy anh cảnh sát không bắt anh ta sao? Ngôi làng này cấm mấy đứa xem xiếc mà. Cái gì vậy chứ? Kẻ trộm đi mua điện thoại. Cái thằng kia mau dừng lại. Ai cho mày cướp giữa ban ngày? Ờ kìa, tôi chỉ muốn mua điện thoại thôi mà. Tôi không phải là cướp gì cả. Mặt mày thế kia mà kêu không phải cướp. Mau đứng lại không tao cho ăn kẹo đồng. Em vô tội mà. Có trò nghịch rồi. Chạy nhanh, mình phải trèo lên nóc nhà. Con người sắt sẽ không leo lên được. Đây là môn thể thao mạo hiểm. Anh em cân nhắc trước khi chơi, an toàn rồi. Cậu vàng, mày cứ nhảy xuống hồ nước là được. Không sao đâu mà. Hả? À, chỉ ra mày chọn cái chết.
đi xem kiếm ăn được cái gì không nào. Nani, thằng kia đang dắt hai đứa nhỏ vào nhà, trông không giống như đó là một gia đình. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó mờ ám ở đây, cái thằng này trông rất nguy hiểm. Được rồi, tôi sẽ làm siêu anh hùng một lần, xem cái thằng này làm cái gì trong đó. Mau giơ tay lên, cảnh sát đến kiểm tra đột ngột. Tôi là người tốt, tôi không sợ gì cả. Mày đang xem cái quái gì vậy hả? Hai thằng nhóc vừa nãy đang ở đâu? Mày giấu hai đứa chúng nó đâu rồi? Nani, tao vừa nghe có tiếng trẻ con. Làm gì có? Chắc chắn là ở trong cái tủ này. Không có mà đừng mở tủ, anh không được phép mở cái tủ này. Mau cút ra, trước khi quá muộn, nhanh, mau cút ra chỗ khác, đừng để anh mày phải nóng, xem nào. Nani, cái thằng khốn nạn này, tao sẽ trục xuất mày ra khỏi ngôi làng, nơi này không chứa chấp hai tên chúa. Bố ơi, con đã trở về, bố nhìn thấy gì chưa, con được 100 điểm. Con đứng đó làm cái gì, mau đưa hết tài sản ra đây, tôi sẽ là bá chủ. Mẹ đứng ngay đó làm gì, mau đi nấu món ngon cho con. Nhìn cái gì mà nhìn, bố không cảm thấy vui sao, hôm nay con được 100 điểm. Thường ngày bố hay đánh tôi, hôm nay có giỏi thì ông đánh nữa đi. Trận đấu giữa những người đàn ông, kết quả sẽ quyết định trong nháy mắt. Nếu bạn không muốn đăng xuất thì hãy nhớ lấy kỹ năng này, tôi chỉ làm một lần duy nhất. Nam tử Hán đại trượng phu, cầu xin là được thi đấu lại. Trong lúc đối thủ đang chuẩn bị, chúng ta sẽ cho hắn đăng xuất trước. Đi tiểu là phải, xây nhà ở sa mạc đúng là vất vả quá mà. Tìm mấy cục gỗ mà cũng khó khăn nữa. Nhưng thôi cũng sắp hoàn thành rồi, cố gắng lên nào. Không, đừng phá nhà của tôi. Tôi không có ý xấu, tôi chỉ là muốn kết bạn mà thôi. Thật vậy sao, được rồi, tôi cũng không có người bạn nào cả. Từ bây giờ tôi sẽ là bạn tốt của anh. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt. Kể từ giây phút ấy, chúng tôi đã quen nhau. Tình bạn này rất đặc biệt, chưa từng có từ trước đến nay. Mong rằng sau này bạn sẽ không tức giận mà tự phát nổ là tôi vui lắm rồi. Anh đen xì xì đã bị dân làng bắt được. Dân làng muốn anh đen xì xì phải biến mất. Và thế là thủ cấp của anh đen đã rơi xuống. Mọi người bây giờ không cần phải sợ gì nữa. Thế giới đã được hòa bình. Đen xì xì biến mất. Lúc đó một miếng bánh mì có giá đến 50 vạn lục bảo. Người chơi lâm vào cảnh đói rét khó khăn. Dân làng tuyên bố sẽ thống trị thế giới. Những người chơi chỉ biết bỏ chạy trong bất lực. Với vũ khí chiếm được từ anh đen xì xì, dân làng đã thành công xâm chiếm thế giới. Người chơi phải trốn xuống lòng đất.